điểm mà lão quỷ đã xông vào học viện tìm Tiêu Viêm báo thù. Tiêu Y Tiên đã cố gắng hết sức rồi nhưng vẫn không ngăn cản được lão già đó. Trong lúc nguy cấp, Tiêu Viêm phải mượn dùng cốt linh lãnh hỏa của Dược lão để ngừng tụ ra Phật nộ hỏa liên ba màu. Uy thế nó tạo ra đã cực kỳ khủng khiếp, ngay cả điểm mà lão quỷ cũng run sợ. Lão quyết định sẽ đánh nhanh thắng nhanh để diệt trừ mối họa. Tiêu Y Tiên liều mạng ngăn cản, nàng chủ động lao lên đánh phủ đầu. Lão ta giơ tay đón đỡ, luồng đấu khí của hai bên va chạm nhau. Tiêu Y Tiên bị đẩy lùi, chưa để cho nàng kịp nghỉ ngơi thì điểm mà lão quỷ đã xông lên đánh phủ đầu. Lão ta chỉ cần phản công một lần đã đánh cho nàng bị thương càng thêm bị thương. Tiêu Viêm thế vậy càng sốt ruột. Tiêu Y Tiên vẫn liều mạng lao lên chiến đấu, càng cố sức thì độc tố trong người càng khó kiểm soát. Cơ thể cũng bị nhiều mũi tên đâm chảy máu. Dù phải đối mặt với nguy hiểm tính mạng thì nàng ta vẫn muốn Tiêu Viêm mặc kệ mình, hắn chỉ cần tập trung dung hợp dị hỏa mà thôi. Nếu như Phật nộ hỏa liên ba màu chưa thể giết chết điểm mà lão quỷ thì cục diện sẽ cực kỳ bất lợi. Thế là Tiêu Viêm quyết định chơi liều, hắn sử dụng ra thêm hóa sinh hỏa để gia tăng sức mạnh của Phật nộ hỏa liên. Điểm mà lão quỷ phóng ra nhiều mũi tên băng tấn công Tiểu Y Tiên, nàng ta dùng hết sức mình ngưng tụ đấu khí thành nhiều con rồng ngăn cản. Lão ta lệnh ngưng tụ ra một thanh kiếm khổng lồ chém về phía Tiểu Y Tiên, đòn công kích này làm cho nàng ta trọng thương nặng. Điểm mà lão quỷ vẫn chưa dừng lại, lão ngưng tụ ra đấu khí thành hai thanh kiếm khổng lồ. Nếu như Tiểu Y Tiên trúng chiêu này, nàng ta chắc chắn sẽ phải ngã xuống. Rất may là trong những giây phút cuối cùng đó, Tiêu Viêm đã ngưng tụ thành công chiêu thức. Hắn lao tới che chắn cho Tiểu Y Tiên và ném ra đó hỏa liên để ngăn cản công kích. Sức mạnh từ hỏa liên bạo phát đánh bay địa mà lão quỷ vào vách núi. Đấu khí từ chiêu thức bạo phát điên cuồng ra xung quanh, uy áp vô cùng khủng khiếp. Sắc mặt của địa mà lão quỷ giờ đây đã xám xịt, tỏ rõ sự lo lắng. Tiêu Viêm gọi chiêu này là hủy diệt hỏa liên. Đó hỏa liên biến thành khổng lồ giữa không trung, không gian xung quanh bị đốt cho nứt vỡ. Địa mà lão quỷ biết không ổn rồi nên chọn cách quay xe rời đi. Tiêu Viêm không đồng ý, hắn ném Phật nộ hỏa liên về phía lão già. Lão ta ngưng tụ ra nhiều tầng phòng ngự xếp chồng lên nhau. Một bên có sức công phá khủng khiếp, bên còn lại có hàng phòng ngự vững chắc. Hai bên va chạm nhau kịch liệt. Hàng phòng ngự liên tục bị nứt vỡ, địa mà lão quỷ đứng mũi chịu sào, cơ thể bị hỏa liên xuyên qua. Có lẽ là đã bị đốt thành tro bụi, tuy nhiên biến cố lại xảy tới. Hủy diệt hỏa liên không hề phát nổ như mọi lần. Nó dần dần bị mất khống chế và chậm rãi lao về nội viện. Còn chưa bay tới gần nhưng sức mạnh từ hỏa liên đã đốt cháy các tòa nhà. Tô Thiên lập tức yêu cầu các học viên và trưởng lão lui ra xa. Tình thế lúc này vô cùng hỗn loạn, Hàn Phong nhờ vậy mà thừa cơ bỏ chạy. Tiêu Viêm cố gắng khống chế nhưng không được, rất nhanh nữa thôi, học viện sẽ bị phá hủy, lửa cháy khắp nơi. Nếu như nó phát nổ, e rằng cả nội viện sẽ không còn tồn tại nữa. Tiêu Viêm sẽ trở thành tội đồ. Hắn lao tới gần, định khống chế nó lại, cố gắng không để cho hỏa liên bạo phát. Tuy nhiên, sức chống cự của hắn là quá yếu ớt. Đúng vào lúc Nam Chính sắp bị đốt thành tro thì hai lão già bên trong nội viện lao ra ngoài. Bọn họ chính là hai vị thủ hộ già của học viện, chỉ ra tay lúc học viện gặp nguy hiểm sinh tử tồn vong. Sức mạnh của hai lão già này quá khủng khiếp, uy lực của Phật nộ hỏa liên bị khống chế lại. Sau đó cả hai cùng nhau hợp sức mở ra một cánh cổng không gian siêu to khổng lồ, rồi trục xuất hủy diệt hỏa liên ra nơi khác. Sức mạnh này làm cho Tô Thiền cũng cảm thán khâm phục. Trình độ giơ tay nhấc chân đã xé mở không gian này, địa ma lão quỷ cũng không thể sánh bằng. Hàn Phong nhìn thấy Tiêu Viêm vẫn toàn thây thì vô cùng tức giận, nơi này đã không thể ở lại nữa. Hàn Phong lập tức rời đi. Đợi sau khi tập hợp lực lượng sẽ quay lại tìm Nam Chính tính sổ. Tiêu Viêm tiêu hao quá nhiều đấu khí nên ngã xuống, vừa mới bất tỉnh vài giây thì vài giây sau đã phi hành ầm ầm, đúng là hơi ảo. Hắn được dẫn tới trước mặt hai vị thủ hộ giả. Tô Thiên cảm ơn bọn họ đã ra mặt tương trợ, bọn họ được gọi là Thiền Bách Nhị Lão. Năm xưa cũng là đại trưởng lão của học viện, bây giờ nghỉ hưu rồi. Thiền Bách Nhị Lão lên tiếng của trách Tô Thiền, Tiêu Viêm chủ động nhận lỗi, xin được khánh tội một mình. Bọn họ cũng nhận ra Tiêu Viêm, chỉ có điều thực lực năm đó của hắn mới chỉ là đại đấu sư nho nhỏ. Không ngờ chỉ sau vài năm đã tăng lên đấu hoàng, bọn lão cũng phải tầm tắc khen ngợi. Thiền Bách Nhị Lão chỉ cần liếc một cái liền phát hiện hắn sở hữu nhiều hơn một loại dị hỏa, đồng thời cũng phát hiện thể chất ách nan độc thể của Tiêu Y Tiên. Về phần địa mà lão quỷ, ban nãy lão ta kịp mở ra một khe hở không gian để bỏ chạy nên vẫn còn sống. Đáng tiếc rằng không qua mặt được hai vị thủ hộ giả. Địa mà lão quỷ bị ép đi ra ngoài, gặp lại người quen, lão ta không hề tỏ ra vui mừng mà ngược lại còn thêm sợ hãi. Mấy năm nay có không ít học viên nội viện bị ma viêm cốc làm hại. Tô Thiên muốn hai vị thủ hộ giả ra tay tiêu diệt lão già kia, nếu không chính là để lại mối họa về sau. Địa mà lão quỷ cũng biết tình thế bất lợi, rất có thể hôm nay sẽ bỏ mạng tại nơi đất khách quê người.
Thế là lão ta chấp nhận bị tổn thương, tự đánh một chưởng vào ngực, rồi phun tình huyết nhằm mở ra một khe nứt không gian rồi bỏ chạy. Thiên Bách Nhị Lão vẫn đứng yên không động thủ, bộ dạng chẳng có tí sốt ruột nào cả. Hóa ra bọn họ đã nhìn thấu chiêu thức của lão già này. Hai người họ cũng có một chút am hiểu về sức mạnh không gian. Bây giờ địa ma lão quỷ lại sử dụng chiêu thức không gian trước mặt bọn họ. Đây đúng là đang múa rìu qua mắt thợ. Thực lực hai người cùng lắm chỉ là 9 tinh đấu tông, còn kém đấu tôn một tinh nữa, nhưng khoảng cách một tinh đó lại quá lớn. Hai lão già đã bế quan nghiên cứu mấy chục năm vẫn không có kết quả. Rất nhanh sau đó, thi thể của địa ma lão quỷ đã được mang trở lại. Tiêu Viêm muốn xin bộ xác của lão già này. Bọn họ cũng đồng ý để thi thể cho hắn. Tô Thiên chủ động xin hai vị thủ hộ giả giúp đỡ giải độc trên người Tiêu Viêm. Trải qua kiểm tra, bọn họ cũng giật mình kinh ngạc. Với sức mạnh của bọn họ thì e rằng vẫn là quá sức để giải độc. Còn chưa rõ kết quả như thế nào thì tập phim đã khép lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các tập tiếp theo nhé!